Lại một số từ nào, hôm trước đã học từ này rồi. Từ đầu tiên dễ chưa? It's a friend to know. Nghĩa là gì? Nhiều bạn gì đấy, không thân gì đấy. Nhiều làm bạn với tất cả thì có nghĩa là không thân với ai cả. Ai cũng thân thì chẳng thân với ai cả. Rồi, tiếp theo. Admit. Admit. Thú nhận, đúng không? Mình có thú nhận làm gì đó. Ai đó thú nhận làm gì, hôm trước mình đã học từ này rồi. Là admit cộng với lại to verb. Admit to something, thú nhận làm gì. Admit to something, thú nhận. Tiếp nào. Adolescent. Thanh thiếu niên này. Thanh thiếu niên rồi, những từ hôm trước học rồi đó. Advantage of something. Là gì? Bằng với từ benefit nào. Lợi ích. Rồi, bằng benefit ha, advantage of bằng benefit, lợi ích. Be implement ha, từ này chắc vẫn khó với em đúng không? Nó sẽ là được áp dụng ha, bản thân nó sẽ là động từ, hôm trước chị có nhắc với mình rồi, là động từ imply và danh từ của nó là implement, được áp dụng nhá. Đây là betray. Vẫn từ hôm trước đó, phản bội. Betray, phản bội. Okay, next. Blow the whistle on something. Okay, blow the whistle on something. Khi mà mình có blow the whistle nghĩa là mình tố giác ai đó. Trong cái bài tập mình làm thì sẽ là gì? Công ty này đóng cửa bởi vì là nhân viên tố giác cái việc là nó có những hành động không hay. Blow the whistle on, tố giác vạch mặt ai. Break the ice. Lần đầu gặp mặt thì cái gì đấy. Break là phá vỡ này, ice là băng. Phá vỡ băng. Giữa hai người lần đầu gặp mặt sẽ có sự ngại ngùng đúng không? Phá vỡ sự ngại ngùng khi lần đầu gặp mặt. Tiếp tục. Train somebody in mind. Đúng nghĩa đen thế nào? Train là thay đổi. Mind là ý nghĩ rồi, thay đổi ý định. Okay, train somebody in mind. Từ này là cái hình mà ở commiserate, chúng mình thương hại ai đó, thương hại ai đó, commiserate, thương hại. Confess, console. Rồi, confess, console, che giấu, che giấu và đây là tiết lộ này, confess là che giấu, còn console là tiết lộ. Confide something with somebody. Confide something with somebody. Khi chúng mình confide something with somebody nghĩa là chúng mình tâm sự bày tỏ với ai. Confide something, chia sẻ bí mật đó. Confide something with somebody, tâm sự chia sẻ. Một người mà conservative là một cái người mà không muốn thay đổi ý định của mình. Never change his mind. Là conservative nghĩa là gì nhỉ? Conservative. Bảo thủ. Bảo thủ rồi. Bảo thủ là cái người mà không bao giờ thay đổi ý định của mình. Conservative either never change his mind. Cô nhớ lại từ này nhá. Considerable the women. Disagreement. Considerable disagreement xuất phát từ từ agree là đồng ý đúng không? Disagreement sự không đồng ý, một cách đáng kể, tóm lại là không đồng ý một cách gay gắt, ha. Considerable disagreement không đồng ý một cách gay gắt mạnh mẽ. Contingency fluctuation. Fluctuation ha. Cái fluctuation này giống như cái đồng hồ quả lắc ấy, nó cứ lắc qua lắc lại. Còn constancy là nó sẽ đứng yên, nó không dao động. là bình yên không dao động. Rồi nó có sự kiên trì và bên này là dao động rất thất thường. Đấy. Nhớ lại từ này nhá, dễ rồi. Consoler advice, người đưa ra người đưa ra lời khuyên. Rồi người đưa ra lời khuyên người ta gọi là cố vấn cũng được, cố vấn. Động từ tranh biện, debate. Rồi động từ tranh biện ha, debate. Next, deceive. Deceive mình sang rồi, mình thợ âm với deceive nghĩa là gì nào? Deceive. Deceive có nghĩa là lừa gạt, lừa dối ai. Deceive khó ha, lừa gạt, lừa dối. Declare. À, vào ngày mùng 2 tháng 9 thì bác Hồ declare the... tuyên bố. Hãy read declare. Delinquency. Delinquency. Bằng với cái việc như là chúng mình break the rules. Break the rules là chúng mình phạm luật. Phạm luật có một cái gọi khác đó chính là từ delinquency, chính là cũng là phạm tội, phạm pháp ha. Break the rule, cái rule này là luật, khi chúng mình phạm luật thì chúng mình sẽ delinquency. Discrimination. Nhớ lại chị nào, discrimination là gì? Tội phạm này. Ví dụ một bên là người da đen và một bên là người da trắng thì nó có cái discrimination, sự phân biệt ha. Mình sẽ nhiều cái ví dụ là discrimination là sự phân biệt giữa người da đen và người da trắng. Discrimination, sự phân biệt. Đây là bạo lực gia đình. Chính xác rồi, bạo lực gia đình. Discrimination, mình lại một chút ha, sự phân biệt. Domestic violence, bạo lực gia đình. Right. The rest, ăn mặc sang chảnh. Rồi, ăn mặc sang chảnh, hàng ngang được. Egocentrism. Tự trong mình là trung tâm, bản thân cái từ centrism sẽ xuất phát từ từ center. Rồi. Expose. Quên hả? Phơi bày. Dễ chưa? Expose sẽ là phơi bày, bộc lộ nó ra. Cho mọi thứ nó, ví dụ như là cái evidence, cái bằng chứng. Em đã biết từ này là evidence, bằng chứng. Evidence is exposed, cái bằng chứng thì được phơi bày, bằng chứng thì được lộ ra. Evidence is exposed. Bằng chứng bị lộ ra, bằng chứng bị phơi bày. Rồi, evidence is exposed. Đó. Lộ ra nhá. Tiếp nào. Extended family, gia đình nhiều thế hệ. Còn bên này là gia đình có hai thế hệ. Gia đình có hai thế hệ, rất tốt. Next, fade away. Khi mà mình giặt quần áo nhiều thì nó sẽ bị fade away. Phai màu, phai nhạt, phai màu ha. Bản thân cái từ fade sẽ là phai màu, phai nhạt. Rồi tiếp tục. Đây là danh từ. Danh từ. Sự tin tưởng hoặc niềm tin. Đấy chưa? Niềm tin. Mình sẽ có một cái tính từ mà rất hay dùng của các em, đó là từ faithful. Tính từ. Tính từ tin tưởng. Tính từ tin tưởng. Còn danh từ thì là niềm tin. Đây là danh từ nhá. Còn đây là tính từ faithful và faith. Danh từ sự tin tưởng này. Tính từ luôn. Faithful. Đấy. Rồi. Bên này. For head over hell in love with somebody. Yêu ai rất nhiều. Yêu ai rất nhiều. Đơn giản là rất yêu ai đó. Yêu từ for head over hell. Yêu từ đầu cho đến gọi là hell là cái giày nhá. Yêu từ đầu cho đến yêu từ chân. Yêu từ đầu xuống chân. Yêu từ chân lên đó. Rồi, yêu ai đó rất nhiều. Bây giờ là fall out with. Cãi nhau. Đúng rồi. Fall out with. Cãi nhau. Đây là sở thích. Favorable, thuận lợi. Favorite mới là sở thích này. Favorite mới là sở thích, yêu thích. Favorable sẽ là thuận lợi. Next. Actually. Lúc nãy mình có dress rồi. Sang trọng. Rồi, sang trọng, hào nhoáng, phô trương, hiểu được nhá. Trái nghĩa với friends. Là gì? Địch á? Đó, không phải là bạn thì là địch, là thù, ha, foe sẽ là địch, là thù, kẻ thù. Next. Forbid allow. Là đồng ý và không đồng ý. Mạnh hơn đi. Cấm. Cấm, chính xác. Forbid somebody doing something. Cấm ai làm gì, còn allow là cho phép. Rồi. Forgive. Bỏ quá. Forgive. Tha thứ cho ai? Nghe nhẹ nhàng. Rồi, bỏ qua cũng được, tha thứ cho ai? Đấy nhá. Generation gap. Generation gap. Nghe ví dụ này. In extended family, we have 3 or 4 generations live together. Extended family. Extended families. We have 3 or 4 generations live together. Trong một gia đình có 3-4 thế hệ sống cùng với nhau. Vậy từ generation nó là thế hệ khác, và thêm từ gap có nghĩa là khoảng cách giữa các thế hệ. Generation gap, khoảng cách thế hệ. Rồi, tiếp tục. Help somebody out. Help somebody out. Đơn giản là giúp ai đó. Đơn giản là giúp đỡ. Rồi, bỏ qua từ này. Tiếp nào. Hospitable. Ok, bắt đầu từ số 41 sẽ là những từ mà hôm nay mới học, còn đoạn trước là những từ cũ. Rồi, thế nói lại cho chị trước một số từ ở đây đã nhá. Rồi mình sẽ học qua đến phần từ mới này. Admit to do something ở đây là gì? Chưa nhớ rồi. Admit là thừa nhận. Thừa nhận làm gì? Admit. Rồi, thế thì ok vẫn phải viết lại vào đây và để đấy đã. Admit ha, nó là thừa nhận. Thừa nhận, thú nhận làm gì? Từ gì bằng với từ benefit nào? Từ gì bằng với benefit? Ok, benefit. Rồi, mình có discrimination ở đây là black and white, black people. Thấy, phân biệt, discrimination ha. Mình có từ bảo thủ, bắt đầu bằng chữ C. Conservative nhé, không phải là conservation, bởi vì conservation nó sẽ là sự bảo tồn rồi. Conservative rồi, tính từ ha, bảo thủ, conservative rồi. Khi mà chúng mình có break the rule, khi mà chúng mình phạm luật thì chúng mình sẽ bằng với một từ, cũng là chữ C luôn. Chữ D ha. Rồi, viết lại một tí nhá. Delinquency. Rồi, delinquency ha, nó sẽ là danh từ, là sự phạm luật. Rồi, để mấy từ này ở đây để cho nhớ nhá. Delinquency. Ok, vào bật từ của hôm nay này. Tính từ hospitable. Em nhớ lại nào. Hospitable. Có một lần mình đã học. Chính xác rồi, một lần mình đã học kiểu khách ha. Một lần mình đã học đến từ bệnh viện đấy, hospital, đây là hospitable, tính từ hiếu khách. Danh từ hospitality. Sự. Vừa nãy là tính từ hiếu khách thì bây giờ là sự. Sự hiếu khách. Hospitality, sự hiếu khách. Rồi, hospitality. Tiếp này. Đọc được từ này đã. Ok. Hypocrisy, hai chữ y đằng sau. Hypocrisy. Rồi, hypocrisy ha, đến nghĩa này. Đạo đức giả. nữ giả đó, hypocrisy, nữ giả. Tiếp tục. Idealism. Đơn giản là xuất phát từ từ idea là ý tưởng của các em đúng không? Thêm đuôi ism. Và khi mà mình cứ có thêm đuôi ism nó sẽ là chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy tâm, được chưa? Idealism, chủ nghĩa duy tâm. Sau này mình sẽ có học một cái nữa là chủ nghĩa duy vật, idealism. Cái này là môn triết học đó. Rồi, tiếp nhá. Impose something on somebody. Rồi, impose something on somebody, áp đặt. Bản thân cái từ impose sẽ là áp đặt. Áp đặt cái việc gì đó lên người khác, impose something on somebody. In no time bằng very quickly. Đoán nghĩa luôn. Very quickly. Very quickly, rất. Rất nhanh. Rất nhanh, rồi nhanh chóng, đơn giản được chưa? Rất nhanh chóng. In no time, bây giờ học từ này nhá. In no time, không còn thời gian nữa. Rất nhanh chóng, nhanh chóng. Influence, trái ngược với distract. Rồi, mình có influence ở đây sẽ là sự ảnh hưởng. Đó. Còn từ distract này sẽ là không quan tâm. Đó. Bản thân cái từ influence này thì mình cũng đã học tới từ là on, có ảnh hưởng lên người khác. Influence on somebody, đó, có ảnh hưởng cái gì. Đó. Đây là sự ảnh hưởng, influence sẽ là danh từ. Distract sẽ là sự không quan tâm. Distract, không quan tâm, không có ảnh hưởng. Đọc lại. Instant. Instant, rồi, ngay lập tức. Ngay lập tức khác. Thế thì ngày xưa em cũng học một từ ngay lập tức khác là từ immediately. Immediately cũng là ngay lập tức. Thì nó cũng là instant. Instant này thì nó mới đang ở dạng tính từ thôi. Nó mới đang ở dạng tính từ thôi. Khi mà em muốn là chọn từ thì em thêm từ ly vào. Instantly bằng immediately, ngay lập tức. Rồi, ngay lập tức nhé. Judgmental. Đầu tiên giống như cái từ phán xét đó, từ judge. Từ judge. Đọc sau là từ mentor. Mentor, Just mentor. Okay. Vội phán xét. Bản thân cái từ judge của mình sẽ là tòa, phiên tòa mà người ta phán xét mình, đúng không? Thêm từ mentor vào sẽ là vội phán xét, nó là tính từ nhá. Just mentor. Mentor. Từ này chắc đoán là nghĩa rồi. Lover bằng bằng cái lover là người yêu đúng không? Người yêu đơn giản là người yêu bên cạnh này. Mình sẽ học cái từ significant là quan trọng, được chưa? Em sẽ có từ significant bằng với từ important. Cái từ này này, important, mình đã học từ này rồi đúng không? Là quan trọng, important. Important bằng với significant, significant other, người quan trọng. Tóm lại là người quan trọng, người yêu thôi. Từ này đọc như nào? Lovely Dover. Lovely Dover bằng với affectionate, affectionate. Rồi, thế thì love là yêu rồi. Yêu thương, âu yếm. Yêu thương, âu yếm, lovely, darling, affectionate. Nhìn cái từ affectionate thì chú nhớ nó có lại gặp lại nhá. Rồi, yêu thương, âu yếm. Make allowance. Make allowance. Make allowance, xem nghĩa này, cho phép. Đúng không? Lúc nãy mình đã học từ allow là cho phép, trái nghĩa với từ forbid là cấm rồi đấy. Thế thì bây giờ nó là cụm danh từ, make allowance là sự cho phép. Rồi, sự cho phép. Make believe bằng written. Biết nhớ lại từ believe cái chị là gì cho nào? Believe. I believe you. Tôi tin, đúng rồi, tôi tin bạn. Đấy. Thế bây giờ là make believe là tin tưởng ha, trái nghĩa với nó là pretend là giả vờ, giả vờ. Chỗ này bằng nghĩa nhau thôi. Make believe bằng với pretend nghĩa là giả vờ, giả vờ ha, nghĩa của nó. Mà với believe là tin, nhưng bây giờ mình make believe có nghĩa là mình giả vờ tin. Bằng với pretend, giả vờ. Make up with somebody. Mình nghe đến rất nhiều cái từ make up là trang điểm, đúng không? Make up là trang điểm đó. khi mà mình có một nghĩa khác là trang điểm này, mình có một nghĩa khác make up with somebody là khi mà em làm lành với ai, làm lành với ai, được chưa? Ví dụ tại sao mình phải làm lành? Khi mà mình fall out with là mình cãi nhau đúng không? Mình fall out with thì trái nghĩa với việc là mình sau đấy mình phải make up with là làm lành, cãi nhau với ai và sau đó phải làm lành. Đây là make use of. Nghĩ nào, use là sử dụng, make use of, tám thử cho chị nhé, make use of. Tận dụng cái gì đó nhá. Đơn giản là khi mình sử dụng cái gì đó thì mình sẽ là tận dụng nó, make use of, tận dụng. Đọc qua từ này. Mock rồi, đọc vẫn là âm o bình thường, ha. Mình có từ này rất nhiều nghĩa. Nó có từ mock test. Ví dụ em làm bài thi thử thì người ta gọi là mock test ha. Còn có một nghĩa khác là động từ, nó chế nhạo. Đây, động từ của nó chế nhạo. Monotonous. Âm đầu tiên sẽ là âm ơ nhá. Rồi, đánh trọng âm vào âm thứ hai. Monotonous. Monotonous thành nghĩa này. Monotonous đơn điệu. Rồi, monotonous đơn điệu. Mutual. Đúng không? Đọc đúng không? Mutual. Lẫn nhau. Ví dụ như mình có từ together là cùng nhau, đúng không? Nhưng cái này là mutual là lẫn nhau. Ví dụ như là chúng mình giúp đỡ lẫn nhau thì dùng chữ trên mutual. Chúng mình làm gì đó cùng nhau thì sẽ dùng là together, mutual, lẫn nhau. Authentication. Em có nhớ từ này bằng với từ closely lúc nãy. Dress closely, ăn mặc hào nhoáng ấy. Từ này nó vẫn sẽ là phô trương hào nhoáng thôi. Hai từ bằng nghĩa nhau. Đấy chưa? Nhớ lại cái từ closely lúc nãy chưa? Hào nhoáng nhá. Plainly. Xuất phát từ từ plain. Là các em có kế hoạch. Plan là kế hoạch. Khi mà plainly thì nghĩa là tạo từ một cách rõ ràng. Đó. Có kế hoạch một cách rõ ràng ha. Plan thì đây này. Pop the question. Question là câu hỏi. Question là câu hỏi. Pop ở đây là đề nghị. Pop the question thì là cái hành động cầu hôn, nhớ nhá, hành động cầu hôn. Khi mà cầu hôn thì người ta sẽ phải hỏi will you marry me, em có cưới anh không, thì mình sẽ có cái từ, cái hành động đấy là pop the question, cầu hôn. Tiếp nào, dễ thôi đây. Pre-adolescent nào, mình đã có adolescent của em là thanh niên, thanh thiếu niên đúng không? Thế bây giờ trước pre-adolescent ở thanh thiếu niên thì là gì? Trẻ con. Rồi, vị thành niên, thanh thiếu niên, ok. Pre-adolescent, vị thành niên, bắt đầu đến tuổi vị thành niên. Đây nào. Progressive, conservative. Nào, mình đã có conservative là bảo. Cái người mà không bao giờ change mind, không bao giờ thay đổi ý định thì là một người conservative, bảo thủ. Một người bảo thủ. Trái nghĩa với bảo thủ thì là một người như thế nào? Tiến gì được? Tiến bộ. Tiến bộ ha. Người ta hay nói là một người có tư tưởng tiến bộ. Đó, mình sẽ dùng từ progressive. Bản thân từ progress nó sẽ là quá trình phát triển đi lên rồi. Thêm tính từ vào progressive. Và bảo thủ là từ conservative. Một người không bao giờ thay đổi ý định thì là never change his mind, thì là bảo thủ. Còn một người có tư tưởng tiến bộ là progressive. Đó, tiến bộ và bảo thủ. Property. Ok, đọc khá ok đấy. Puberty. Cái phần định nghĩa này, puberty, tuổi dậy thì. Đấy. Thế thì cái từ này nó cũng sẽ gần nghĩa với từ pre-adolescent của em, không phải nó là vị thành niên đang nằm trong cái tuổi puberty. Đây là we conceal with somebody. Bằng mấy hàm mòn này. Rồi, chỗ này sẽ đọc lại là âm ai nhé, sẽ đọc là âm ai. Reconcile, reconcile with somebody bằng với từ harmony. Mình có từ harmony này là làm hòa, hòa hợp. Đó. Mình có harmony, hài hòa, hòa hợp. Nên là từ reconcile with này cũng sẽ là làm hòa, sẽ là làm hòa. Gần giống với cái từ make up with ở bên trên này, bên cạnh này cũng là làm hòa và trái nghĩa với nó là fall out with là cãi nhau. Rồi nhá, làm hòa, hòa hợp. Soberly. Soberly, đúng mực, chín chắn. Rồi, đúng mực, chín chắn. Spouse. Rồi. Spouse, vợ chồng, cũng là vợ chồng ha. Vợ chồng này trên danh nghĩa không chính thức lắm. Nghĩa là không được sự công nhận của hợp pháp, của pháp luật. Stab in back. Stab in the back. À, nói xấu sau lưng ai? Cái back ở đây em sẽ biết là cái lưng. Ha, mình sẽ có từ back không phải quay lại nữa mà là cái lưng. Stab in the back. Nói xấu sau lưng ai? Strike up. Bạn tránh không phải give up. Nào, nhớ lại give up là. Wow. Give up. Không try, không cố làm gì nữa mà give up. Từ bỏ. Đúng rồi. Thì bây giờ try này sẽ bằng với từ try up là không từ bỏ mà là thử. Rồi có thể là thiết lập hoặc có thể là bắt đầu duy trì, bắt đầu thử. Rồi, ok. Tóm lại một cái bên bỏ và một cái bên bắt đầu, một cái là bỏ và một cái là bắt đầu. Try up là bắt đầu, give up là từ bỏ. Just see tránh ở với trust. Trust là tin tưởng. Trái nghĩa với nó sẽ là không tin tưởng. Nghi ngờ. Nghi ngờ. Suspicion. Rồi, sự nghi ngờ ha. Suspicion, từ này cũng hay gặp lắm đấy. Suspicion ha. Sympathetic ear. Ear là tai. Tai ha. Ví dụ như là sympathetic ear là một đôi tai mà luôn luôn biết lắng nghe người khác, biết cảm thông cho người khác. Sympathetic ear, đôi tai biết lắng nghe ha. Sympathetic ear. Sympathize. Bên này mình có sympathetic ear và cái tính từ của nó là sympathetic, bên này là động từ sympathize. Sympathize. Đọc từ này chị là commiserate. Ok, đầu tiên mình đã học từ này nhá. Commiserate, mình học commiserate chính là đồng cảm và thương xót. Tí nữa trong phần đồng nghĩa là sẽ gặp lại. Sympathize bằng commiserate, đồng cảm, thương xót. Table manner. Bằng với etiquette. Rồi, etiquette viết rất ngắn thôi nhá, viết phân âm rất ngắn này. Etiquette, 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 đây phân âm của nó đây. Etiquette. Cái phần này ví dụ như là table, table là bàn đúng không? Em biết table là bàn. Manner là kiểu cách cư xử, nghĩa là cách cư xử trên bàn ăn. Cái từ này là nghi thức bàn tiệc, nghi thức bàn ăn, nghi thức trên bàn tiệc. Table manner, etiquette. Table manner, etiquette. Tease. Tease, chọc vẹo, trêu chọc. Được chưa? Tease, chọc vẹo, trêu chọc. The conflict. The conflict. Lúc nãy mình có cái từ là sự phân biệt. Discrimination, sự phân biệt. Còn cái này là the conflict, tức là sự xung đột. Conflict, xung đột. The more the merrier. Ok, em nghĩa luôn nhá, càng đông càng vui. The more the merrier, càng đông càng vui. Tune somebody out. Something. Somebody hoặc là something out. Tóm lại là từ turn out. Hai từ này đi với nhau ha. Turn out. Nghĩa này. Phớt lờ ai đó. Không quan tâm. Phớt lờ cái gì đó. Turn something out. Turn somebody out. Phớt lờ. Dễ chưa? Từ này gặp một lần rồi đó. Chưa gặp mà. Vivid color. Đây. Em không nhìn được cái bảng màu. Ví dụ như là xanh đỏ tím vàng. Lẫn lộn lên. Thế lên. Vivid color. Sống động. Sôi động. Lòe loẹt sặc sỡ. Đều được nhá. Màu sáng. Màu sáng chói. Hoặc là cái địa điểm này. Ánh sáng. Gọi là ví dụ như là cái đèn led. Nó lấp lánh hay lên. Nó rực rỡ ra. Thì đều dùng là từ vivid. Vivid là tính từ. Wow being bằng với từ happy, đơn giản đúng không? Trạng thái hạnh phúc. Ví dụ như là bây giờ mình trả lời là how are you nữa đúng không? Không trả lời là I am fine nữa mà trả lời thành là I well being. Tôi đang hạnh phúc. Tôi đang ở trong trạng thái rất là hạnh phúc, không phải fine nữa, nghe nó không hay nữa. I'm well being, trong trạng thái hạnh phúc. Rồi. Đến mới là lớp qua phần học thôi. Bây giờ phần thẻ thôi. Bây giờ mình phải vào phần học này. Rồi. Okay. Những từ đầu sẽ rất là dễ bởi vì là nó đã lặp lại của em của cái bài trước rồi. Ai cũng thân thì chẳng thân với ai. A friend to all is a friend to none. Rồi, a friend to all is a friend to none. Thừa nhận. Từ những letter A nhá. Admit. Rồi, admit to do something. Adolescent. Adolescent. Bằng với benefit. Benefit, advantage. Rồi, đúng rồi, em cứ học luôn. Benefit và advantage. Đồng nghĩa. Được áp dụng. Be implement. Rồi, be implement. Phản bội á. Betray. Betray. Có thể mình đoán một cái từ chính xác nhưng mình sẽ đoán ABC. Rồi, nhớ nào, vẫn là chữ B. Blow the whistle on something. Okay, blow the whistle on. Tố giác vạch mặt ai? Giác vạch mặt ạ. Phát tan sự ngại ngùng khi là được không? Break the ice. Break the ice. Thay đổi ý định. Thay đổi ý định. Change somebody's mind. Đến somebody mind. Thương ngại. Commiserate. Không phải. Sorry, thương mại. Sorry, chỗ này chị viết sai này. Nó phải là thương hại thì đúng rồi là commiserate. Nó phải là thương hại thì mới là commiserate. Còn nếu mà nó là thương mại thì nó sẽ ra cái từ là commercial rồi. Rồi, ok. Chỗ này đáp án thì vẫn là commiserate nhưng mà nó phải là thương hại chứ không phải thương mại. Ra bánh quiz ha. Gerald, confess, console. Đúng rồi, confess. Chị đem vệ sinh.